còn hay hơn cái hôm nay nữa. Đây gọi là làm bật kia, bật làm ba làm con kia là kia mới hay. Như hôm nay cũng hay rồi nhưng mà cái kia còn hay hơn. Anh tìm vào trầm một cái đoạn mà hay kia. Cái này gọi là cái giải hạn thôi, các thứ giải hạn thôi, còn một đoạn cái hay hơn. Con là tròn 4 tháng tuổi. Cái chồng
Ôi, anh em sức khỏe rồi, cái bi bi đau rồi. Xong nó vui rồi. Em còn đừng có bi là cái pin cả bi. Theo đang 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 làm vật vật hai ông làm một ông thì tôi mới khăn xuống ôi làm bốn tiếng mà không phải làm lúc như từ bé bé phải hai giờ buổi chiều làm đến đúng ghé luôn có mau có thể đem ơi anh đổi đem cái bộ em của thằng em này đổi anh cứ đi rồi ok rồi cho đi đây có số điện thoại của anh em hôm nào có cái kia thì vào quay kia hay đúng 4 tiếng nhưng mà hôm nào mà rút gọn thì 4 tiếng còn khu là 6 tiếng nhưng mà cũng nghỉ uống nhiều hơn ấy là ta quay mấy anh em lại có em mà với các thí sinh em cũng ngồi đấy. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Đi anh qua, nếu mà sớm ấy. Quay nha, quay lại nha. Nhưng mà các thầy có thể em đang cùng bảo. Ôi trời. Đừng lấy cò vui à. Ôi trời. Thầy con này mà, thầy con này mà. Sao rồi? Vui mày lại co luôn. Tới đây. Qua đây à, đang quay à thôi. Tới đây. Gì? Đang xem. Sẵn rồi tắt thì mới lên đỉnh. Cái xanh này tối rồi tắt thì mới lên. Máy của Nhật đấy. Anh mua 24 triệu, hay gần 25 triệu. Cái này luôn. Cái này nữa là 3 triệu hơn. Cái này thu đúng không? Khoảng 27 triệu. Đóng điện 27 triệu. Bán luôn là 4 triệu. Anh đầu tư là biết đúng không? Đúng rồi thì mình mới làm nghề đầu tư, làm được chất lượng luôn. Cái máy bay có máy bay ra Bình Dương Pháp vậy nào? Chúc bài anh là 40 triệu. 7 triệu. Con trâu to đấy, con trâu năm ngoái của nhà cháu bán chứ được không? 40 triệu. Em đầu tư bao nhiêu? Bởi vì là mình anh em hôm nay giao lưu về hôm nay nhưng mà không chung nhà bạn em là tháng này luôn là trong ngày bạn em sẽ làm cùng nhau ấy bởi vì em không biết trước mà là trong làng có đông lắm rồi như đi xuống Bắc Giang với mình nhỉ? Em này không để ý kia, để ý ly rượu. Em ơi. Ôi trời ơi. Mày mà quả nữa. Ôi.
cái là
tay cổ 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 tay là đầu tư thôi. Cái gì nhưng mà em đăng thì không được nhiều like, không phải đâu luôn. Em đang làm gần như cái này nhưng mà hôm trước là em bỏ nước đi, bỏ nước đây. Bỏ nước là em đi. Chắc anh qua rồi không? Hôm đấy em mà em chạy về nhà mà hơi chậm một tí, không được cái ảnh nó ưng ý luôn. Cái khói trong mà cái khói này thấy chưa? Không mà phải từ hôm mới được em ạ. Mà nó lạnh cho nên nó bốc hơi, hơi nước nó bốc lên. Ông mua hay nước kia là mình nhưng mà đấy, cái này về mà vệ sinh mặt mũi các kiểu này đấy các kiểu. Có người là 100% là ấm hơn là mình đun luôn. Da mỏ kia luôn, mỏ này mỏ trước anh quay đây này. Thấy chưa? Mà em về chậm là có cái anh đang lên rồi thì nó hơi yếu rồi. Múi đỏ như cà chua rồi. Sao đấy? Anh em bảo trước nha, cái gì em ra em bảo là ra một hôm mà em cày vừa kiểu ấy với bên ngoại báo nông nghiệp, cảnh báo của Hội Nông dân Việt Nam thì là người ta hỗ trợ nhiều. Bắt đầu là cái phần thôi, nói chung là cái tuổi trẻ có chính tầm tàu rồi là ai cũng được. Còn muốn tìm một thùng bạc rượu chè ma túy là hầu hết.
chứ mình có 900 dầu thì tội gì mọi người đều không có gì đâu. Đúng không? Người ta có sống cái gì tốt đẹp thì người ta tôn lên, còn cái xấu xa thì người ta bỏ đi. Có như thế mà có gì đâu. Mình có kể mình có 900 dầu thì người ta ai cũng lấy lâu nữa. Đây, con mà, đây, con mà, thôi, con mà. Đêm qua con ngủ đâu? Sáng nay con ngủ. Em bảo thế nhắn tin em. Tính anh chết thà luôn. Em thế mà cái gì mà là mà mệt quá thì em sẽ phải ngủ luôn. Đấy đi đâu thế? Sáng nay mình ngủ lúc mấy tiếng ngủ. Anh cày nhiều. Hôm anh cày em lúc gì? Anh biết là bao nhiêu báo cả quân đội. Xem đúng không? Xem rồi. Còn mình yêu. Cái gì anh chia sẻ em trả xem. Xem hết mà. Báo quân đội là báo ở Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng là công an anh ấy. Đây là quân đội ấy. Ừ, quân đội mà. Chứ nghe thì tốt mình chứ tiền đấy thôi. Cái gì hay mình chia sẻ. Không chết hết mà bắt được. Không, bây giờ mấy mấy vòng rồi. Bây giờ ôi, cái chỗ này em ăn ngon luôn. Không, nha, hết đúa. Rồi nào lấy đúa về năm con hết là đổi đấy. Chứ mà thôi là uống rượu thôi. Thằng một ly mà về nhà xem họ làm ăn kiểu gì, xem là trang trại em thêm một lần, nhưng mà nếu mà mở rộng thì em chắc là trang trại tầm một năm thôi. Vậy là em về làm chứ không có kinh nghiệm này. Có bạn cướp thôi, cái lời chết cả đàn này. Kinh nghiệm là gì? Là cái chăn nuôi của các chăm sóc nó. Ví dụ nha, một lần lái nào đẻ tầm 10 đến 12 con mà chết cái tỷ lệ này. Nhưng mà 12 con, 12 con đều đạt hết là mình thành công rồi. Mà bây giờ còn 8 con rồi, mình thắng mấy đâu. Cám nhưng mà 12 con người chăn thế là nó rất là lên được con chân tạng. Thì chúng ta duyên số của mình thôi. Chăn nuôi năm nay em nuôi được về đàn. Em bảo lấy vợ rồi, từ cái đàn đấy mất lần nãy là mất cái luôn. Năm đấy là trúng luôn ấy. Đợt em cưới con 90 mà em cưới 90 giá hơi ấy, cân ấy. Đợt em cưới mà cái bé nhìn béo khỏe nhờ. Tình chung bé đây là
tôi sẽ nói đây là nhìn mỗi tấu anh đang quay ấy á, đang quay lại cổ đóng chế lại cái này á, tôi kiểu cái chiếu đó phải đi vào cái chiếu đó để nung cái chiếu tay tay nó cũng giống như giống như là chung chung hay chịu chung hay chịu lại còn làm ra làm ra nhìn tôi nó mà uống rượu đáng tớ đấy nhìn thấy gì mùi thanh lắm có thằng à có đổi uống măng này này đổi một uống này thôi lấy mà cái lấy đó chơi lấy mà chơi bác trang này mà cái béo ấy chơi đi cái thằng bác trang này kẻ dũng này lại bác trang này sáng mà sáng à sáng à bé này lại con bác tinh này kẻ dũng rồi ông mà uống liền với hàng thôi đây thầy đây đeo cũng phải đây kỳ đeo là lúng rồi mờ veo nói ừ này như là hứng trời heo tiêm sáu anh được tiêm 3 chưa chưa có 2 rồi đâu thì vào cái bụng đầu tiên là xem là bị sốt đấy đừng tiêm 13 nguy hiểm lắm thế bây giờ cái tay của anh ấy tay biến đâu rồi tiêm 13 bây giờ tay biến mà thế có năng chết có năng lắm không ảnh hưởng gì không vẫn bình thường đúng không bây giờ ồ nói tay đi bên nào nguy hiểm mà anh tiếp ly thôi mấy cái gì tình cảm là chính thôi bây giờ có này đâu quý nhau mà đến với nhau thì quan trọng gì có tiếp nhé à bố em hôm nay mà lên rồi ngồi uống em mấy ly thì ông nhiệt tình ông cán bộ mà em gái đây cô về luôn đấy em gái quá à đúng rồi mà lấy cùng mấy chị em bà ở bà cả bà luôn đấy là chị em hết à có một em trai đều giống nhau nhỉ thằng nào 203 là học các bằng đúng không không à đúng chung được mà sao anh phát triển được hôm nay mình ra cửa khẩu về nhập hàng ấy đâu có nhảy số là làm ăn là ngon có chắc là có dám đi ra xã hội không nghĩ em nghĩ đi lên là mỗi tôi là tiếng phổ thông Trung Quốc em biết nhưng mà tiếng là địa phương ở khu Long Châu không phải gì luôn ngoại giao kiểu em làm đấy thằng kiểu em biết các bạn thôi mình tiếng ăn cơm hay gì kiểu đơn giản rồi bởi vì mình không thích mấy biết chỉ đưa mà đẹp biết chỉ mình ngon nhi lòng hóa mình về đây ăn sản phẩm ngon giao hàng cũng ngon rồi anh kiểu biết lấy tay luôn à chúng ta đi tay ngồi rồi bác chồng luôn bác chồng luôn à người làm lê nó mò mò vào không thể bế bố không thể bế luôn á cứ mò mò vào chỗ thầy làm lê thầy làm lê bỏ bế ra ngoài luôn có này này Phổ Hiền bảo Phổ Hiền này con của ông thầy gì đây thầy phụ ấy đập phát là chạy nguyên trời chưa ăn cơm nhé em gần là đi tặng bác rồi đấy con này à bây giờ chúng tôi em mừng kia hai con không dám rủ con nào luôn em nhờ em một cái rồi nó biết xong à bao giờ luôn con em đen ra kia rồi thoải mái trùng châu nó bảo vệ anh em 11 Mai Đình nhỉ.
thôi mà thôi. Chơi TikTok đi. Chơi TikTok đi, chơi TikTok không? Mình mới có mà, mình mới có mà. Mình mới có mà. Mình mới có mà. Việt Nam mình rồi. Đây, cái máy này của thì chúng ta là mang tên đúng vượng mà. Nhưng mà thiết kế là của Việt Nam chứ. Thì không còn gì hết. Đâu? Bao nhiêu chuyện mà lại phải lên này. Phải bây giờ nó rẻ hơn. Này không lấy bao nhiêu đâu nhỉ? iPhone bình thường. iPhone nếu mà giá tốt nhất thì yếu hơn cả máy này. Đây, em thấy những cái cái iPhone bé bé mà mình căn phòng nó bằng nét luôn này. Bởi vì giá nó thì điện thoại iPhone nhất rồi đúng không? Của thằng nào? Mỹ hay gì? Mỹ mấy cô gì? Mấy thằng nệ mà này là thằng nào? Thằng nào? Này là quay thoải mái. Quay bao nhiêu cũng được. 30 phút này. Lưu với anh em một lúc nữa đi. Tí nghỉ ngơi mai quay chắc. Đây, 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 đây. Với nhiệm anh đang ngồi với bố em. Ừ, anh ngồi đây, ngồi đây. Ngủ đây. Ngủ với bố em. Vì giường của người già nó cũng nghiền. Có gì nha. Báo trước ấy. À, ông là ông hiệu là bố anh mình ấy, tức là anh nghỉ đây em đi lính ấy, ông hiệu ấy. Anh không? Không ông ngủ đấy. Bây giờ là trong đây có cộng cộng đấy. Bác là chẳng qua anh không hiểu là anh em đi ngựa là dình nhau cũng chết, dình nhau chết. Không hiểu cái này là mình ra tàng ngón à? Không hiểu. Lây lây nè đây nè. Chơi.
Chị cống đấy. Thì là chuyên hôm kia tí nhá. Mỗi tí đi vào vòng giờ mới ngủ. Ra quang quang nghe lời của con anh Bình luôn đi. Con anh Bình hiểu ấy. Đây này, đây này. Con này cháu cháu rồi. À, cháu ấy ông ngoại hôm nào ra đây ngồi mà ngủ mà. Này. Này, có tội tam xoài luôn. Thank you.
Ai đây?
bằng cái mặt mà món á ngại nó phải là cái tờ lấy ổng nó lấy loại ảnh luôn kèm cái này nó sôi chưa đây 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 đi đây pha pha này có tôi chết này hai bốn bốn không cần chưa đâu lại bẹn ra hôm nào không không lên chỗ này đâu. Đây con này này. Ô, cái này. Ôi. Thấy thấy chưa? Vào. Thế thì bây giờ là mà hôm là tâm mà 8 giờ đang ngủ. Thế là cô sớm này sớm. Từ bên này cô lắm đấy. Đi ngủ đi. Tôi ngủ lâu rồi. Thế là lì thế là hai anh mình làm nhát gì đúng không đấy trực lại sông Ken là mà Em là em báo ghê luôn.